Cẩm Tú mến chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 14 tháng 8. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Đỗ Hiền Lương, 66 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa, là người bị truy nã về tội giết người cách đây 35 năm sau khi ông này ném lựu đạn vào đám đông làm 3 người chết. Theo hồ sơ vụ án 35 năm trước, do mâu thuẫn với một số người thu phí tại cầu Phao Dòm ở xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Đỗ Hiền Lương đã trực tiếp mang theo lựu đạn cùng đồng bọn đến khu vực cầu Phao Dòm để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, ông Lương đã rút chốt quả lựu đạn ném vào đám đông người dân xã Thiệu Khánh, làm 3 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, 11 đối tượng trong nhóm của ông Lương bị công an bắt giữ. Riêng ông Lương đã trốn thoát khỏi địa phương. Để trốn tránh sự truy bắt của công an, Đỗ Hiền Lương cắt đứt liên lạc với gia đình, đổi tên thành Lê Văn Sáng, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, nơi làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ khoanh vùng, truy vết và bắt giữ Đỗ Hiền Lương, di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra vụ án. Một tài xế xe tải bám theo một cô gái trẻ đi xe máy một mình trên đường khuya vắng đến hàng chục cây số rồi khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Nghi phạm là Trịnh Văn Nhất, sinh năm 1993, ngụ thành phố Biên Hòa, tài xế xe tải đông lạnh cỡ nhỏ. Trước đó, chị N, sinh năm 2000, một mình chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu vào đêm khuya. Khi đến đường Hội Bài, Phước Tân, gần huyện Châu Đức, chị bất ngờ bị một người đàn ông đứng chặn giữa đường, trong lề là một chiếc xe tải đông lạnh nhỏ. Người này dùng dao khống chế, cưỡng ép, buộc chị chở vào nơi vắng vẻ cách đường lớn 500m rồi hiếp dâm và dọa nếu không ngồi yên sẽ ra tay sát hại. Sau khi thực hiện hành vi, người này chở chị N ra nơi xe tải đông lạnh đang đậu và lên xe tẩu thoát. Sau đó, chị N trình báo sự việc với cơ quan công an. Chưa đầy 24 giờ sau, nghi phạm hiếp dâm bị bắt khi đang chạy xe ngang trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một người đàn ông bất ngờ bơi ra giữa hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt rồi chìm dần. Lực lượng cứu hộ mất hơn 3 giờ mới tìm thấy thi thể. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ông Lê Đức Tê, 40 tuổi, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cùng nhóm bạn đang ngồi câu cá và ăn uống ở hồ Xuân Hương thì bất ngờ cởi đồ và bơi ra giữa hồ. Mặc dù được nhiều người ngăn cản nhưng ông Tê vẫn tiếp tục bơi. Khi đến gần vị trí biển cấm bơi lội và cấm câu cá cách bờ hơn 30 mét thì người đàn ông chới giới rồi chìm xuống. Lúc này nhiều người đã nhảy xuống cứu nhưng không thành công. Tại hiện trường, ông Tê để lại xe máy cùng đồ đi câu cá, quần áo, ví, có một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm ông Tê. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xe tải trên đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, xe tải biển số Cần Thơ chạy trên đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm hướng từ quốc lộ 1 vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi qua giao lộ đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm Tân Túc thì tài xế phát hiện cháy ở thùng xe. Tài xế cho xe dừng và tìm cách dập lửa, kéo một số đồ đạc đang cháy trên xe xuống đường. Thấy ở chiều ngược lại, bên kia giải phân cách có nhà dân và bãi gara, tài xế lái xe chạy đến khu vực trên nhờ người dân hỗ trợ chữa cháy. Người dân đã dùng bình chữa cháy cũng như kéo vòi nước xịt vào đám cháy. Vụ cháy khiến hàng hóa trên xe tải bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được công an làm rõ. Sau hơn một năm thi công, dự án cầu Phước An nối tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đã thành hình. Các trụ cầu dẫn bắt đầu vươn ra sông Thị Vải, hai trụ chính giữa sông đã nổi trên mặt nước. Chính thức khởi công vào tháng 6 năm 2023, cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài hơn 4,3 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn lên tuyến 247 m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617 m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng. Theo đánh giá của chủ đầu tư, dự án đang thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch phê duyệt. Cầu Phước An sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cái Mép, Thị Vải với cao tốc Bến Lức Long Thành đi các tỉnh miền Tây, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 51 đang thường xuyên ùn tắc quá tải.
Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội như Tạ Hiện, Phùng Hưng, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt ngập sâu. Hà Nội có mưa lớn, trong đó tổng lượng mưa đo được tại quận Hoàng Mai là 162mm, Hoàng Kiếm 94,5mm, Hai Bà Trưng 85,2mm. Trên phố Tạ Hiện, quận Hoàng Kiếm, nhiều đoạn đường bị ngập hơn 20cm. Ngã tư phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến là điểm ngập sâu nhất, có lúc lên đến 50cm. Đây là những phố tập trung đông đúc khách du lịch, nhưng khi mưa ngập, hàng quán đều vắng vẻ. Một số khách du lịch ngồi trên bàn tránh ngập nước. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết trong thời gian mưa, công ty đã vận hành các cửa phai hồ điều hòa và trạm bơm để hạ mực nước. Đến khoảng 21 giờ, các điểm úng ngập đều đã được xử lý. Không khí chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 đang tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, một trào lưu mới đang gây sốt cộng đồng mạng, đó là biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc. Ý tưởng vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà xuất hiện trên mạng xã hội từ cuối tháng 7 và sau đó được lan rộng. Nhiều gia đình tận dụng luôn mái tôn màu đỏ sẵn có, dùng thước dây đo và vẽ hình ngôi sao và sơn màu vàng kính hình ngôi sao này là hoàn thành. Với mái nhà không dùng tôn đỏ, có những gia chủ còn vẽ kính phần mái hình ảnh lá cờ Tổ quốc với nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Không ít người còn thực hiện bức vẽ lên mái ngói, mái lợp fibro xi măng, thậm chí là cửa cuốn. Từ thành thị đến nông thôn, người dân ở mọi tầng lớp, lứa tuổi đều hào hứng tham gia. Hành động đơn giản nhưng ý nghĩa này đã nhanh chóng lan tỏa trở thành một phong trào mang đậm tinh thần yêu nước. Những bức ảnh chụp từ trên cao xuống cho thấy những mái nhà được nhuộm đỏ và hình ngôi sao vàng năm cánh nổi bật sáng chói khơi dậy niềm xúc động, tự hào của người xem khiến trào lưu này ngày càng lan rộng. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến 32 dự án điện gió và điện mặt trời tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong số 32 dự án này, có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Các dự án này được cho là có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong quá trình phê duyệt, cấp phép và triển khai. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện. Kết luận thanh tra cho thấy Bộ Công Thương đã có nhiều sai sót trong việc phê duyệt, bổ sung các dự án điện mặt trời, dẫn đến tình trạng thừa cung, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Cơ quan An ninh Điều tra sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng hồ sơ của 32 dự án điện để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng. Một đám cháy dữ dội đã bao trùm ngôi nhà 4 tầng tại hẻm số 5, đường 64, phường Thảo Điền, khiến nhiều người hoảng loạn kêu cứu. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, khiến những người đang ở bên trong không kịp trở tay. Theo nhân chứng, khói đen bao trùm khắp khu vực, tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng, nhiều người đã chạy lên sân thượng để tránh khói nhưng vẫn không thoát khỏi sự hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ. Các chiến sĩ cứu hỏa đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do ngọn lửa cháy mạnh và kết cấu nhà phức tạp. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người trong vụ cháy này. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn khiến nhiều người dân hốt hoảng. Được biết, khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà, người dân đã cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy nhưng bất thành. Đám cháy lan rộng nhanh chóng do ngôi nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như dây cáp, thiết bị điện tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã quy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy cứu hộ. Sau nhiều giờ nỗ lực, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại gì người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn tầng 2 và 3 của ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 42 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng trang web cá cược trực tuyến để tổ chức đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Anh Tú sinh năm 1994 cùng đồng bọn đã cấu kết để tạo ra một mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến. Chúng đã chia nhỏ các tài khoản cá cược và phát tán rộng rãi, thu hút nhiều con bạc tham gia. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Anh Tú cùng 3 đối tượng khác.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và các tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ tháng 6 năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã thực hiện hàng ngàn giao dịch cá cược với tổng số tiền lên đến 42,2 tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của hoạt động cá độ bóng đá. Cẩm Tú cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.